Quảng Nam, tháng 10 năm 1973, Vũ Trọng Tân, trinh sát tiểu đoàn 74 Quảng Nam Đà Nẵng, bài thơ Điếu thuốc rê chiến trường. Em bảo anh bỏ thuốc được sao? Khi buổi sáng tiết trời lành lạnh, khi buổi tối không gian im lặng, khi áo đời thấm giọt sương rơi. Xin cảm ơn đất đai xứ vàng đã cho đời cây thuốc quê hương. Ôi hơi thuốc như tia nắng ấm, để tâm hồn không chút vấn vương. Hơi thuốc ấm như người bạn lớn, cùng ta đi suốt cuộc trường chinh. Đời bộ đội còn gì hơn thế, lúc vui buồn một điếu thuốc rê. Hơi thuốc ấm là nguồn an ủi, giữa chiến trường cháy bỏng đạn bom, cầm điếu thuốc lòng ta sao xuyến, tương lai về bát ngát mênh mông. Có thơ giữ ấm mãi lòng ta, có ước mơ và niềm tin cháy bỏng, có hơi thuốc ấm chiều mưa lạnh, trong lòng anh khao khát tương lai.